Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 3, trang 94, sách giáo khoa toán lớp 5, bài diện tích hình thang. Bài tập 3 đề bài như sau. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy, tính diện tích thửa ruộng đó. Cô giáo tóm tắt đề bài như sau. ta đã biết hai đáy có độ dài lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy đề bài hỏi diện tích của thửa ruộng hình thang đó bằng bao nhiêu mét vuông Để làm bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Chúng ta đã biết độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang nhưng chưa biết chiều cao của thửa ruộng hình thang đó. Chiều cao của thửa ruộng hình thang đề bài cho bằng trung bình cộng hai đáy. Như vậy, trước hết chúng ta sẽ phải tính chiều cao của thửa ruộng hình thang bằng đáy lớn cộng với đáy bé được bao nhiêu chia cho 2. Tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích thửa ruộng. Diện tích thửa ruộng sẽ bằng tổng của hai đáy nhân chiều cao rồi chia cho 2. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Chiều cao của thửa ruộng hình thang là Cô lấy đáy lớn cộng với đáy bé bằng 110 cộng 90,2 rồi chia cho 2. Đặt tính ra nháp, ta có 110 cộng 90,2 bằng 0 cộng 2 bằng 2, 0 cộng 0 bằng 0, 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 nhớ 1 bằng 2 viết 2. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của các số hạng. Cô được tổng của hai đáy bằng 200,2. Ta lấy 200,2 chia cho 2 để tính trung bình cộng của hai đáy, hay cũng chính là chiều cao của thửa ruộng. Ta có 2 chia cho 2 được 1, 1 x 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 0, viết 0, hạ 0, 0 chia 2 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 0 chữ 0 bằng 0, viết 0, hạ 0. 0 chia 2 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 0 chữ 0, 0, 0, 0 bằng 0, viết 0. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần tập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô được 2 chia cho 2 bằng 1. 1 x 2 bằng 2, 2 chữ 2 bằng 0. Như vậy chiều cao của thửa ruộng bằng 100,1m diện tích của thửa ruộng hình thang là Cô lấy 110 cộng với 90,2 chính là tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao vừa tìm được ở bước trước bằng 100,1 tất cả chia cho 2 Đặt tính ra nháp, ta có 110 cộng 90,2. 0 cộng 2 bằng 2, 0 cộng 0 bằng 0, 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 1 nhớ 1 bằng 2, viết 2. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của các số hạng. Cô được 200,2. Ta lấy tổng độ dài hai đáy là 200,2 nhân với 100,1 chính là chiều cao. 1 x 2 bằng 2, 1 x 0 bằng 0, 1 x 0 bằng 0, 1 x 2 bằng 2, 0 x 2 bằng 0, 0 x 0 bằng 0, 0 x 0 bằng 0, 0 x 2 bằng 0. Tương tự, ta cũng có tích riêng thứ 3 bằng 0. 1 x 2 bằng 2, 1 x 0 bằng 0, 1 x 0 bằng 0 và 1 x 2 bằng 2. Cô cộng các tích. 2 hạ 2, 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0, 2 cộng 0 cộng 0 cộng 2 bằng 4, 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 bằng 0, 2 hạ 2 phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Ta có tích của tổng độ dài hai đáy và chiều cao bằng 20040,02. Chúng ta tiếp tục lấy tích này chia cho 2.

0 chia 2 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0, 0 chữ 0 bằng 0, viết 0. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục chia. Cô có 0 chia 2 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0, 0 chữ 0 bằng 0. Hạ 2, 2 chia 2 bằng 1, 1 nhân 2 bằng 2, 2 chữ 2 bằng 0, hết. Như vậy cô được kết quả bằng... 10.020,01 mét vuông. Như vậy, diện tích của thửa dụng hình thang bằng 10.020,01. Đáp số 10.020,01 mét vuông. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 3. Trang 94, sách giáo khoa toán lớp 5 bài diện tích hình thang. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.